bạn nhỏ, hôm nay chúng ta hãy cùng chị Kim xin lắp ráp một hộp Lego mới rất là đẹp đây các em ơi. Đây chính là hộp Lego Dream Girl. Đó, lắp ráp một chiếc xe đua màu hồng. Đó, có hai ngựa trên nha các em, rất là đẹp phải không nào? Chị Kim xin sẽ mở ra để chúng ta cùng chơi lắp ráp ngay bây giờ nha. Bên trong này có gì đây? Rất là nhiều túi ráp, các miếng sticker. Đó. Bây giờ chị Chim xin sẽ mở ra nha. Cái này là cái tờ hướng dẫn để chúng ta dựa vào đó lắp ráp đó các em. Đây, hướng dẫn rất là chi tiết nha. Còn bây giờ thì hãy cắt những cái miếng lắp ráp này ra nào. Rồi, xong rồi đó các em ơi. Bây giờ hãy cùng chị Kim xin lắp ráp nha. Bây giờ chúng ta hãy bắt tay vào lắp ráp nha các em. Đầu tiên là các em hãy lắp cái miếng màu hồng này với cái miếng màu đen nha. Rồi. Và tiếp theo. Rồi đó các em ơi. Tiếp tục lắp nào. Tiếp tục nào các em. Bị rơi mất rồi. Đó. Bây giờ tiếp tục lắp ráp phần trên này nhé. Chúng ta sắp hoàn thành xong một cái chiếc xe màu hồng rồi đó các em.
có sẵn hướng dẫn rồi, cho nên các em cứ chỉ việc làm theo hướng dẫn là chúng ta có thể hoàn thành nhé. Bây giờ tiếp theo, rồi đó các em ơi, chúng ta tiếp tục hoàn thành cái lắp ráp này nha các em. Đây chị đang gắn cái đầu xe đây, và cái đầu xe nó đang gần hình thành đây rồi nè. Chị nhầm, chúng ta sẽ gắn ở khu vực này. Chúng ta chuyển qua lắp cái phần đuôi xe nhé các em. Rồi.
Tiếp tục. Sau đó các em gắn phía dưới. Rồi. Đó, các em thấy không? Chiếc xe của chúng ta đã dần hoàn thành rồi đó. Và hãy tiếp tục lắn lắp nè để hoàn thành chiếc xe của chúng ta nhé. Rồi gắn vào bên hông xe nha. Chiếc xe của chúng ta đang dần hoàn thành rồi. Tiếp tục gắn nhé các em. Rồi, chỉ một vài bước cuối cùng nữa thôi là chiếc xe của chúng ta đã hoàn thành. Rồi. Và chuyển xuống phía đuôi xe nào.
thoại. Tiếp tục với phần mua xe nhé các em. Các em có thấy không? Chiếc xe đang dần hoàn thành rồi đó. Và chị Chim Xinh sẽ chỉ cần thêm một vài bước lắp nữa thôi là có thể hoàn thành chiếc xe này rồi. Đây là cái cửa nè.
tiếp tục lắp cái cửa phía bên này nữa nhé các em. Rồi, đó, thế là hoàn thành xong cái cửa bên này. Rồi đó. Đó, vậy là chúng ta đã có phần đuôi xe mở lên mở xuống được rồi các em. Tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ làm khâu cuối cùng, đó chính là lắp bánh xe. 4 chiếc bánh xe nhé các em ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ gắn 4 bánh xe vào trong xe nha. Rồi, một chiếc. Chiếc thứ hai. Và phía bên này nữa các em. Chiếc thứ ba. Và chiếc thứ tư. Rồi, 4 chiếc bánh xe của chúng ta đã sẵn sàng hoạt động rồi. Chiếc xe của chúng ta đã hoàn thiện rồi đó các em ơi. Rất là đẹp phải không nào? Bây giờ chúng ta sẽ làm thêm hai hình người để bỏ lên đây để chạy xe này nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục gắn người nha. Đó. Rồi, bây giờ mở cửa xe ra và cho người vào đây ngồi. Một người ngồi. Rồi, hai người ngồi. Đóng cửa xe lại. Được rồi đó các em ơi. Vậy là chúng ta đã hoàn thành xong bộ lắp ráp
Chiếc xe màu hồng rất là đẹp rồi nha. Đây. Các em nhớ đăng ký theo dõi kênh của chị Chim Xinh để có thể coi được nhiều clip hơn nhé. Còn bây giờ chị Chim Xinh chào tạm biệt các bạn nhỏ nha. Hẹn gặp lại các bạn trong clip sau.